Hello anh em, mình là Audio Cycle đến từ Audio Tinh Tế. Sắp tới là cái dịp lễ 2 tháng 9, lễ Quốc Khánh. Đó là cái dịp để cho anh em ăn chơi, nhảy múa, ca hát, xả stress. Thì vào cái dịp này hàng năm thì bên Paramax cũng hay gửi đồ cho mình để mình trên tay mình trải nghiệm. Và cái sản phẩm của năm nay đó là cái ZA450, một cái amplifier tích hợp luôn cả vang số, và nó được hiệu chỉnh từ cái giọng hát, từ nhạc cho tới microphone input của nó, thì nó được điều chỉnh bằng DSP hết để mà chỉnh giọng hát rất là đỉnh và rất là chi tiết, dành cho những vọc sĩ nếu mà anh em chịu khó đầu tư thời gian để nghiên cứu và để tìm ra cho mình cái chất âm, cái chất giọng phù hợp với lại cái cách hát, cái cách lấy hơi, cái cách giả chữ và phù hợp với lại cái thể loại nhạc mà mình hay hát nữa. Mỗi năm á, thì Paramax mà gửi đồ á, thì sẽ có cái guideline cụ thể là ví dụ giống như sản phẩm này nó hay cái gì, nó có cái gì mà cần phải highlight, cần phải nhấn mạnh lên. Mà trên tay là trên tay kiểu gì, con ZA450 này 12kg, con loa Euro 8 30 kg, trên tay là trên tay kiểu gì, thôi không có guideline thì để mình gọi hội qua chơi, mà thấy cái gì hay thì chia sẻ cái đó. Namaste, sawadika, konnichiwa, xin chào mọi người đã dành một chút thời gian quý báu ở trong một cái chiều mưa gió như thế này đến với lại cái live show karaoke của em. Hôm nay thứ nhất là em mời mọi người tới đây, thứ nhất là để nghe em hát karaoke. Vỗ tay mọi người. Cảm ơn mọi người. Tiếp đó, đồ thì cũng xịn, Amply Paramax ZA450. Cái Amply này Amply mới ra luôn, cũng mắc lắm các bạn. Đánh với lại cặp loa Euro 8 của Paramax luôn, nhìn nó rất là bự. Thì đó các bạn thấy á, là trong cái buổi phục vụ karaoke live show ngày hôm nay, đồ của em toàn là đồ tuyển không à. Cho mấy anh em qua, thứ nhất là để hát chùa, thứ hai là hưởng máy lạnh free, nên là sau khi mà hát xong trà dư tủ hậu thì anh em vui lòng để lại comment hoặc là nghĩ ra câu hỏi để đặt cho em, cho cái bài trên tay của em nó được khách quan nha mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người. Vô đây. Trong em bao giờ môi sớm sương bay thành phố mơ, nỗi nhớ lang thang chiều mùa đông dài đến vạn ngày, đóng mãi cơn đau tôi dài, mưa gió đi ngang vùng má ai, tôi vẫn say như ngày em xa. Càng mưa rồi đến ngày tàn, như khói bay vòng nhìn chiều nắng phai. Mùa thu sẽ bao gió cuốn thét cay, mưa nắng hai mùa, ai mùa nhớ quen. Em đã xa rồi những muôn trùng mây, bên núi bên đồi ôi thành phố xưa, lời ca du la. Mưa xóa mưa nhòa chẳng vàng cuốn côi, em đã xa rồi những muôn trùng mây. Quen cho mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người. Vô đây. Ủa anh Nhật, phòng nhỏ với tí xíu mà cho cái loa bự dữ vậy? Tại vì cái Amply ZA450 này nó tới 500W, có nghĩa là tổng công suất của hai kênh của nó là 500W, là rất là khỏe, nên là gửi một cái loa mà bự như này là anh thấy cũng hợp lý thôi chứ đâu có gì đâu. Và bên cạnh đó, với cái công suất cao như vậy thì Paramax ZA450 còn được trang bị thêm một cái hệ thống tản nhiệt mà nó làm việc rất là thông minh, là nó gồm có một cái cảm biến với lại quạt. Thì khi mà nó nóng tới một cái nhiệt độ nhất định thì cây quạt nó mới bắt đầu nó hoạt động để nó xả bớt cái khí nóng ra, nó bảo vệ cái linh kiện ở trong. Chứ còn bình thường khi mà nguội và khi mà mát và trong điều kiện hoạt động bình thường thì cái quạt nó sẽ không có quay để mà nó không có tạo ra thêm cái tiếng ồn ở trong phòng dù là nhỏ nhất. Anh, giờ muốn karaoke điện thoại giờ sao nhờ? Thì xài Bluetooth.
Con này nó có Bluetooth 5.0 nè. Ủa mà nãy giờ em thấy mình cắm trên TV thì mình cắm kiểu gì á anh? Nghe từ TV xuống thì nghe bằng optical với lại nghe bằng HDMI. Nó có 4 cái ngõ HDMI input thì một ngõ là HDMI ARC. Ủa anh, cái micro này hát vừa nhẹ vừa ấm vậy thì nó có đi kèm với lại cái âm ly không hay là mình phải mua riêng vậy? À, hai cái microphone này là đi kèm chung với lại cái amplifier Panamax ZA450 á. Anh, em hát dở quá rồi, cái con ZA450 này nó có làm em hát hay hơn không? Em muốn nó thần thánh hóa cái giọng của em lên á. Khoan từ từ, cái này anh phải nói cho em thông cảm và nói cho em hiểu, đó là em phải phân biệt được là âm thanh mà hay á thì nó là do thiết bị, có nghĩa là nó do loa, do dây dẫn, do âm ly, do nguồn nhạc. Chứ còn em mà hát dở á thì nó là do cơ địa của em với lại do cái khả năng hát của em, chứ không phải là do đồ, em hiểu không? Ủa anh, cái giọng của em á thì lúc hát như mèo, lúc hát như hổ, rồi lúc lên cao cũng không được mà lúc xuống trầm cũng không được, mà bây giờ có cách nào làm cho em hát hay hơn được không, tiếng dày hơn không? Ừ, nếu mà em hỏi như vậy á thì cái bộ ZA450 này nó làm được. Cái trend của âm thanh trong 2 năm trở lại đây thì anh thấy nó là cái trend gọi là cá nhân hóa. Anh thấy giờ cái gì nó cũng gọi là cá nhân hóa hết đó. Và với cái bộ ZA450 của Panamax này thì nó cho em cá nhân hóa chất âm, chất giọng của em tới công chuyện luôn. Cái màn hình ở phía trước máy là một cái màn hình cảm ứng và nó cho phép chúng ta có thể điều khiển âm lượng nhanh đối với microphone, đối với nhạc nền và hiệu ứng. Ngoài ra chúng ta có thể còn chọn input giống như là optical, bluetooth hoặc là HDMI 123 ARC, và quan trọng hơn đó là chúng ta có thể chọn được mod, tinh chỉnh được cái chất âm, cái chất giọng của mình thông qua cái mod này. Thì khi mà các bạn nhấn vào cái mod này và các bạn giữ 10 giây thì nó sẽ sổ ra một cái menu con này, nó sẽ cho chúng ta thiết lập và tinh chỉnh cái tần số âm thanh cho nó phù hợp đối với nhạc nền, đối với giọng hát và đối với cái hiệu ứng echo reverb mà chúng ta mong muốn. Rồi ở đây thì nó sẽ có một cái app ở trên PC, nó gọi là Panamax Audio Professional. Thì đây là cái app để mà các bạn có thể chỉnh cái DSP, những cái bộ equalizer riêng cho từng cái chất giọng của mình. Thì ở đây là mình đang để ở mod 1 ha, mà sẽ thấy nó có một cái equalizer rất là chi tiết như dạng parametric equalizer. Thì đối với cái equalizer này các bạn cứ thử nghiệm thôi, ví dụ giống như giọng của mình là nó sẽ khoảng đâu đó chừng 330 Hz cho tới 1 ký. Khi mà mình nói lớn hoặc là khi mà mình hét lên hoặc là khi mình nói giọng cao đó, hoặc là cao thì maybe nó có thể reach tới 800 hoặc là 1 ký. Thì ở đây nếu như mà mình muốn giọng của mình trong hơn và khỏe hơn thì mình tăng cái khoảng đó là từ 300 cho tới 800 Hz. Thì đó, các bạn nghe qua loa thì các bạn thấy là cái giọng của mình khi mà mình chỉnh cái DSP, tiếng của mình nó sẽ trở nên rõ hơn, trong hơn, sáng hơn và nó không có bị chói, nó không có bị gắt, do là mình sẽ kéo một cái đường khá lại cho tới treble luôn, cho tới 2 ký hoặc là 5 ký luôn. Và ở 10 ký thì mình sẽ giảm sâu xuống một chút để cho cái giọng của mình cũng giống như là cái tiếng tổng thể nó mềm mại, nó dễ nghe và nó thoáng, chứ nó không có gây ra cái tình trạng là nó chói gắt và nó xì ở trong cái tiếng. Sau cái quá trình mà mình trải nghiệm cũng giống như là mình hát nè, rồi mình nghe Nhí nó hát nè, mình nghe Hoàng nó hát nè, thì mình hát nữa, thì mình cảm thấy rằng là cái bộ sản phẩm mà ZA450 mình phải dùng là cái bộ sản phẩm đó. Tại vì khi mà mình trải nghiệm thì là mình trải nghiệm nguyên một bộ luôn, là vừa cái microphone cũng giống như là cam ly luôn. Thì mình thấy đây là hai cái sản phẩm trong một bộ, nó rất là tốt. Đối với mình thì cái bộ sản phẩm này về đầu tiên ha, là nó rất là dễ hát và nó phân ra được cái volume dành cho microphone riêng, rồi volume dành cho effect nè, reverb nè, và những cái hiệu ứng về vang, về giọng hát đó riêng. Và bên cạnh đó nó có một cái volume riêng dành cho nhạc nữa. Thì mình có thể rất là dễ dàng để điều chỉnh cái volume của nhạc và điều chỉnh cái cường độ, cái âm lượng của giọng hát mình, cũng giống như là cái độ to, độ rõ, độ dày tiếng của cái giọng echo, của cái giọng reverb, để làm sao cho mình hát nó được nhẹ hơi, nó được khỏe mà mình không có cần phải tốn quá nhiều sức. Bên cạnh đó, trong cái bộ sản phẩm âm ly Panamax ZA450 thì nó sẽ có hai cái microphone đi kèm. Thì mình thấy rằng cái microphone này nó bắt giọng tốt nhất là ở cái hướng này, có nghĩa là từ cái miệng mình hát thẳng vào trong microphone
theo chiều đứng như thế này thì là nó sẽ bắt giọng rất là tốt, và nó bắt giọng ấm, dày, khỏe, và nó thu cái dải trung cao rất là rõ ràng. Rồi bên cạnh đó là nó sẽ có một cái hệ thống gồm có 8 cái mode để mà các bạn có thể điều chỉnh cho nó phù hợp với lại những cái loại nhạc mà mình hát. Thì khi mà 8 cái mode này á, nó sẽ giúp cho các bạn thay đổi cái tông giọng của mình có hồn hơn, để cho các bạn có thể hát được những cái bản ballad, nhất là những bạn nào mà có giọng nam trầm giống như là bạn Nhí vừa rồi. Nhí là giọng thấp, nhưng mà khi mà mình mở ở cái mode số 4 á, thì nó đẩy cái low mid lên thì giọng của Nhí khỏe và hát được những cái bài giống như là bài Thành Phố Sương của Việt Anh. Nãy giờ thì mình chia sẻ với các bạn về cái chuyện là hát với lại cái ZA450 này như thế nào rồi. Còn bây giờ mình sẽ nói về cái chất lượng âm thanh khi mà mình dùng nó để nghe nhạc. Nghe nhạc thì có thể nghe ở trên Spotify, ở trên TV cũng có nè, hoặc là nghe nhạc qua Bluetooth cũng có nè. Trên TV thì mình sẽ output bằng hai đường tiếng, đó là optical với lại HDMI. Thì cái ngõ optical với lại cái ngõ HDMI nó sẽ cho cái tín hiệu là 24 bit 192 kHz. Thì cái chất lượng âm thanh nó sẽ tốt hơn là so với các bạn nghe bằng Bluetooth. Mình cảm thấy là cái amplifier Paramax ZA450 này nó rất là trong. Mình hơi bất ngờ vì cái độ trong và cái độ chi tiết của nó. Cái độ chi tiết ở đây nó không thể hiện, nó không chỉ thể hiện ở cái dải trung cao hay là dải cao, mà nó còn thể hiện ở cái dải trung trầm với lại cái dải trầm, upper bass và sub bass nó đều đánh rất là tốt. Có thể là do cái loa Paramax Euro 8 này nó tạo ra cái dải trầm rất là mạnh, vững, và nghe nó ăn tắc, nó có cái độ động, nó có cái độ rền giống như là các bạn coi phim trong rạp vậy đó. Mà ở đây trong phòng này mình không hề có để một cái cục subwoofer nào hết. Nó cho cái tiếng bass mạnh, chắc, sâu, nghe nó rất là quẩy. Nó không phải là cái kiểu tiếng loa high-end hoặc là loa audio file. Nó cho các bạn một cái kiểu tiếng mà muốn quẩy, muốn đã, muốn mở to lên để nghe cho nó đã. Mình thấy những cái ưu điểm về chất lượng âm thanh của cái amplifier ZA450 này với cái loa Euro 8, nó phù hợp vừa cho cả karaoke lẫn gia đình. Mình nghĩ là bên Paramax họ đã tune và họ đã nghiên cứu về cái ZA450 này rất là sâu, để mà khi mà ra mình thấy nó đánh đúng vào cái vấn đề của thị trường amplifier karaoke đang thiếu, đó là cái chất âm trung cao nó phải vững, nó phải chắc, nó phải khỏe, và nó không có bị chói, không có bị gắt, không có bị hú khi mà để microphone nó gần loa hay là gần âm ly quá. Thì đây là một cái điều rất là tốt.